Wendy được chú Mạnh Quỳnh dạy hát tại nhà, ngỡ ngàng vì tiến bộ. Wendy khiến nhiều người ngỡ ngàng khi thông báo sẽ chính thức ra mắt một sản phẩm âm nhạc để thực hiện những ước mơ còn đang dang dở của cố ca sĩ Phi Nhung. Mới đây, theo như thông tin chia sẻ của Trizy Phương Trinh, cô bất ngờ cho biết con gái ruột của cố ca sĩ Phi Nhung đang thực hiện những tâm nguyện cuối cùng của mẹ. Được biết, một trong những tâm nguyện lớn nhất trước khi ra đi của nữ ca sĩ chính là được nhìn thấy con gái Wendy cùng mình lên sân khấu và nối nghiệp cả đời mình gầy dần. Tuy nhiên, dù ước mơ của Phi Nhung đã có từ lâu, song chưa bao giờ Wendy chấp nhận thực hiện theo những yêu cầu của mẹ. Bởi lẽ từ nhỏ cô đã luôn trong trạng thái lo sợ đám đông và áp lực về sân khấu nên chưa một lần những người hâm mộ được nhìn thấy Wendy cầm mít và cất tiếng hát. Trizzy phương trình tâm sự, Wendy mặc dù rất yêu mẹ, nhưng đã năm lần bảy lượt từ chối lời đề nghị của mẹ là lên sân khấu hát cùng với mẹ. Ấy vậy mà theo như người bạn thân thiết với cố ca sĩ bên Mỹ, Trizy Phương Trinh kể rằng, cách đây hai ngày Wendy đã bất ngờ ngỏ ý thu âm một ca khúc dành tặng cho mẹ trong một chương trình tri ân cố ca sĩ. Đứng trước lời ngỏ ý đầy chân thành của con gái ruột Phi Nhung, Gi Phương Trinh đã vừa bày tỏ sự vui mừng vừa lo lắng vì trước giờ Wendy chưa từng làm vậy vì triệu chứng căn bệnh của mình. Thậm chí chỉ một lần lên sân khấu trả lời phỏng vấn cùng mẹ trước đây mà Wendy đã chịu nhiều áp lực và bật khóc nức nở vì triệu chứng rối loạn lo âu của mình. Hồi đó có một lần mẹ kêu Wendy lên TV để đài phỏng vấn hai mẹ con, chỉ vậy thôi mà nó khóc một trận rồi mới lấy hết can đảm để lên ngồi cho người ta hỏi. Để giúp Wendy thực hiện được ước mơ bấy lâu này của mẹ, người bạn thân của cố ca sĩ nhờ đến ca sĩ Ngọc Anh luyện thanh cho con gái ruột trong vài giờ. Tưởng chân mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng Wendy lại khiến những người xung quanh lo lắng khi cô liên tục bật khóc trong quá trình tập luyện. Trizy Phương Trinh cho biết, khi vừa hát được vài câu thì bỗng nhiên Wendy ôm mặt khóc. Wendy xúc động vì đã không làm điều này cho mẹ khi mẹ còn sống. Nhìn hình ảnh con bé ôm mặt khóc mà lòng không khỏi xót xa vừa thương con bé đang cố gắng hết mình vượt qua nỗi sợ để thực hiện điều mong ước của mẹ. Vừa thương Phi Nhung không còn ở đây để chứng kiến cảnh con gái mình ngân nga bài hát mà Nhung muốn Wendy hát cùng mẹ trước đây. Và có thể nói những dòng chia sẻ của Gi Phương Trinh khiến nhiều người hâm mộ Phi Nhung vô cùng xúc động trước tình cảm mẹ con của cố ca sĩ và con gái ruột. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng hy vọng con gái Wendy sẽ ra mắt thêm nhiều ca khúc hơn nữa để gửi đến những người hâm mộ.